xin đọc tiếp theo 1.6 Do đâu có danh xưng về chúng sanh Uẩn quy tụ thông tục gọi chúng sanh Kinh Vajica Tương bộ 1 297 Ở Savatthi tỳ Kheo Ni cha vào buổi sáng đắp y Cầm y bát đi vào Savatthi Để khất thực Khất thực xong sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về tỳ kheo ni và đi và đi ra đi đến rừng để nghỉ ban ngày đi sâu vào rừng và ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày rồi ác ma muốn làm tỳ kheo ni run sợ hoảng sợ long tóc dựng ngược muốn khiến nàng từ bỏ thiền định liền đi đến nói lên bài kệ với tỳ kheo ni Do ai hữu tình này được sanh, được tạo tác? Người tạo hữu tình này hiện nay ở tại đâu? Từ đâu hữu tình sanh, đi đâu hữu tình diệt? Rồi Tỳ Kheo Ni suy nghĩ. Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không phải người? Tỳ Kheo Ni lại suy nghĩ. Chính là ác ma muốn làm ta run sợ, quảng sợ, long tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên bài kệ này tỳ kheo ni biết được đây là ác ma liền trả lời ác ma với bài kệ sao ông lại nói hoài đến hai chữ chúng sanh phải chăng này ác ma ông rơi vào tà kiến đây quy tụ các hành chúng sanh được hình thành như bộ phận quy tụ tên xe được nói lên cũng vậy uẩn quy tụ thông tục gọi chúng sanh chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt Ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt Rồi ác ma biết được tỳ kheo ni vai di ra đã biết ta Nên buồn khổ tất vọng liền biến mất tại chỗ ấy Phá tan, phá dở, phá sập ngôi nhà năm uẩn Kinh chúng sanh tương bộ 3, 331 Nhân viên ở Shabat thi ngồi xuống một bên tôn giả ra ha bạch thế tôn chúng sanh chúng sanh bạch thế tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn được gọi là chúng sanh này ra ha dục nào tham nào hỷ nào khác ái nào đối với sắc thọ tưởng các hành đối với thức triền phượt ở đấy triền miên ở đấy do vậy gọi là chúng sanh ví như này ra ha các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất cho đến khi đối với những nhà bằng đất ấy lòng tham chưa thoát ly lòng dục chưa thoát ly lòng ái chưa thoát ly lòng khác chưa thoát ly lòng nhiệt thành chưa thoát ly lòng khắc ái chưa thoát ly thời chúng còn tham dính vào thích chơi chất chứa và đắm trước những nhà bằng đất ấy nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia lòng tham đã thoát ly, lòng dục đã thoát ly, lòng ái đã thoát ly, lòng khác đã thoát ly, lòng nhiệt thành đã thoát ly, nhiệt lòng tình. khác ái đã thoát ly. Sao nãy giờ chữ nhiệt tình là sao đọc thành nhiệt thành vậy? Ở trên đọc trật rồi rồi xuống dưới cũng đọc trật nữa. Lòng nhiệt tình đã thoát ly, lòng khát ái đã thoát ly, thời giới tay và giới chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy. Cũng vậy này ra ha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, thọ tưởng hành thức. Chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với năm uẩn đoạn diệt khát ái này ra ha là Niết Bàn. À, quý Vinh mới thấy được một điều, bây giờ chúng ta đó chỉ nhìn chữ trong cái tờ giấy thôi mà mình đọc trật thì quý vị qua các vấn đề có biết cái công đức của các ngài mà dịch cả cái tạng kinh như thế nào không và chúng ta có biết được cái sự truyền thừa của các bậc thánh a la hán trải qua hai nghìn năm khó khổ như thế nào không sẵn trong cái cái cơ duyên này đã minh thành chia sẻ để quý đại thấy được cái giá trị của thánh pháp chúng ta cầm trên tay này không có đơn giản một chút nào hết những cái kinh sách mà chúng ta đang học đây phải đánh đổi bằng xương máu quyết lệ Đừng có xem thường Mà ngồi đó cười Mình thành nói một sự nghiêm túc đó Bây giờ mình chữ đánh sẵn Để mình đọc con trật Mà không phải nói riêng cá nhân ai Thường thường là như vậy Và đọc mà còn trật Thì khi nói lại bằng cái trí nhớ của mình Càng trật Mà khi mình nói lại bằng cái trí nhớ Mình nó trật thì cái người nghe Thì càng trật thêm và cuối cùng chánh pháp hoại diệt cho nên thưa quý vị đề thật sự bây giờ đó mà muốn tìm cái thánh đạo thật sự của đức phật đó, là thiên nan dạng nan tại vì mình học theo cái kiểu đó quý vị thấy không đây là một cái chứng minh thực tế Ở trên truyền hình lúc trước Nó có một cái chương trình Tam sao thất bản Lúc trước đây không không lâu lắm Nó có một cái chương trình Tam sao thất bổn Người này nói với người kia Người kia đem nói lại với một người nữa Thì cuối cùng ra cái người thứ ba Họ nói cái gì mà không có dính dáng gì hết trơn Trật lất. Đó là một câu chuyện hết sức là bình thường của thế tục Mà ba người truyền miệng với nhau là cuối cùng trật lật Hố hồ thì cái thánh trí tối thượng của bậc chánh đẳng giác này đó Là cái người vô minh phàm phu làm sao mà hiểu được cho nên các cái bậc thánh A-la-hán mới đủ khả năng để truyền thừa Và hiện tại bây giờ ở Myanmar đó Thì vẫn còn những cái vị mà tam tạng Pháp Sư Chính Minh Thành đi qua đảnh lễ Và cúng dường các ngài Các ngài được xem là quốc bảo Của quốc gia Ba mươi mấy ngàn trang A4 Thuộc lòng thuộc, thuộc hết trường bộ kinh trung bộ kinh Tăng chi bộ kinh tương ương bộ kinh tiểu bộ kinh Mà không phải là thuộc kinh tạng không Luật tạng thấy cái sức học của các ngài không cho nên tại sao mình á ít ngồi đái giếng nhiều khi mình học được chút ít kinh mình hiểu được cái bắt đầu là mình tưởng đâu mình ngon lắm rồi tại mình chưa có thấy trời cao đất rộng mình chưa có bác văn quảng kiến để mình nhìn thấy được những bậc long tượng sư tử những cái bậc mà vĩ nhân để mà truyền thừa chánh pháp tạng à ra với một cái sức học sức tu của mình bây giờ đó thì thật sự là tu chơi chơi không có khả năng gánh nhát nổi đại pháp thành ra chúng ta thấy rằng ở đâu mình để ý mình sẽ học được nhiều cái hay lắm nhiều cái hay lắm với mình đã nghĩ đi là hàng mấy chục ngàn trang a 4 như vậy là hàng chục ngàn bản kinh thuộc lòng mà mình bây giờ đây phải hỏi hết đây bây giờ học cái này đó bây giờ tới năm thứ mấy mà hỏi lên hết cao đẳng luôn rồi lên tới trường học viện đại học luôn kêu đọc một cái bài kinh chuyển pháp lưng học thuộc lòng mà treo giải thưởng chưa biết có không cho nên nếu mà mình không có học thuộc lòng á thì xin thưa quý đại là mình diễn giải theo cái kiểu mà nhớ nghĩ của mình là rồi Chỉ cần quý vị đại thấy không? Trật một chữ thôi Mà trúng ngay mấy cái chữ quan trọng đó là coi như là mình tu và tẩu quả nhập ma Biết ở trong mà mấy cái cuốn mọi người là bí kíp giỏ lông không? Sửa một chữ vô trong đó thôi mà mấy cái chữ mà quan trọng đó là vô trong đó là tu là luyện công hồi ra khùng Nó quan trọng vậy đó Cho nên đó mình đọc vô nó mình mới biết ơn các cái bậc A à La Hán, các bậc thánh tăng, các cái bậc truyền trì pháp tạng. Mà hiện tại là cố Hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu của chúng ta là một bậc vĩ nhân. Mà hiện tại giờ quý vị thấy không, cái bộ tạng kinh này dịch cho trên 40 năm. Nhưng mà thật sự để mà phát huy được cái công năng tác dụng mà biết được giá trị lợi ích thật sự của cái tạng kinh này đó là hết sức là hiếm hoi. Cầm trên tay của bên đệ là cái nghi thức tu học là những cái phần quan trọng ở trong cái tạng kinh này. Toàn bộ cái tạng kinh này là nó chỉ cái mũi dùi vô đánh sập đánh tan đánh vỡ cái gì mình sẽ học dục tha mái sân si vô minh và bản ngã chấp thủ đối với năm quận đó là toàn bộ tâm chỉ của của cái tạng kinh Nikaya. Tại vì chính những cái thứ đó làm cho mình khổ. Mình tiêu diệt cái làm ra khổ là nó hết khổ Rồi lên nếu bạn Trực tiếp, trực diện, trực chỉ như vậy Chứ không có trải qua những cái phương, lớp phương tiện gì chứ Nhìn thẳng vô cái chỗ nào mà nó phát sinh ra đau khổ Diệt tận ngay chỗ đó, rồi xong Đó là tinh thần của Nikaya Mà đó mới thật sự là thánh tri kiến của Đức Phật Những cái mình đang học đây các mình đệ sẽ nắm được thần công để mà tự mình tu học và hướng dẫn cho những cái người có duyên với mình sau này cho nên khó không phải dễ ở trong cái đạo tràng nigaya nó minh thành hướng dẫn là phải học thuộc lòng những cái định nghĩa về năm quẩn là phải học thuộc lòng định nghĩa về sắc thọ tưởng hình thức là phải học thuộc lòng định nghĩa về duyên sanh pháp là phải học thuộc lòng tại vì không thuộc cái đó là khi mình ngồi quán mình không biết cái gì quán hết mà quán tầm bậy tầm bạ không mà bây giờ đứng lên nói là theo cái suy nghĩ của con thì như vậy là suy nghĩ của con thì sao mà đưa đến thanh quả suy nghĩ của con là cái suy nghĩ theo vô minh theo dục tham theo bản ngã làm sao mà đi theo cái suy nghĩ của con Nó thành ra là trong cái phần mà học thuộc lòng đó là hết sức là quan trọng hết sức là quan trọng Cúi cuối khóa rồi mình thành để treo một cái giải thưởng thiệt là lớn cuối khóa ai mà lên mà đọc được thuộc lòng những cái bản kinh trong Nikaya là đoạt thưởng lớn giải thưởng cực lớn không nói ra là cái gì Nếu mình để thấy rằng là 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 các quý lại coi cái phần mà định nghĩa năm quẩn đó duyên sanh pháp đó những cái đó căn bản trí đó là số 1 đó là học thuộc lòng hết đó tại vì nếu mà mình không học thuộc lòng á bây giờ thọ là cái gì mình không biết tưởng là cái gì mình không biết hành là cái gì không biết rồi thức cũng biết rồi lúc đó mình ngồi rồi mình, mình coi làm sao mình nhận diện năm quẩn phải không mà những cái đó là những cái nó, nó đang sanh khởi trong tâm của mình mà mà mình không biết nó là cái gì thì cái đó là vô minh là si Xí si ám cho nên là những cái là học thuộc lòng à một cái điều ở đây chúng ta nói là gì đây là định nghĩa về chúng sanh một cái điều hết sức quan trọng đó là ác ma à, chúng ta đó với một cái cái hiểu biết mà không qua nổi một cái tờ giấy giấy trắng tức là chỉ cần tờ giấy che mắt mình là mình không thấy thì mình đừng có vội kết luận ở trong trong kinh cái này hết sức nguy hiểm cái này hết sức là nguy hiểm Đọa nặng lắm Cái trí mình chưa biết Mình phải y vào cho cái thánh trí của Phật Thành ra ác ma là có thật Không phải chuyện bình thường đâu Cái quân đại đọc trong tạng kinh này Quân đại cho thấy đại dãy rất là nhiều Chứ không phải mình nói mình vô mình học lý rồi mình nói rồi địa ngục cũng không rồi cái gì cũng không không hết. Thì tới chừng mình lọt xuống dưới rồi lúc đó rồi mình kêu lên rồi ai cứu mình đó trong đây có tương ưng địa ngục Tương ưng chư thiên Tương ưng những phần ở trong ác ma Và cái người mà tu Cái người tu mà nghĩa là Tàn tàn chơi thì không có gặp đâu Những người tu tới một cái mức độ Nó sẽ xuất hiện Sợ chưa? Ấn ấn chưa? Cái gì Bây giờ quý anh đại nghĩ rằng là cái thường dân cái thứ mà ngày trong lung ba chục làm ruộng làm rẫy sao gặp được mà nghĩa là thừa tướng hay là gặp được thống lãnh hay là gặp được đại ca của tất cả các bậc đại ca trong giang hồ cho nên những cái vị mà tu thâm sâu ở những cái mức độ ngưỡng cửa sắp sửa nhập luôn hoặc là đã nhập lưu rồi chuẩn bị bước lên các cái tầng mà có thể mà đi đến tịch diệt niết bàn của các thánh quả bất lai và a la hán thì lúc đó các ngài tới thăm à đó, ác ma trong kinh đó, chúng ta có thể hiểu được hai nghĩa một nghĩa đó là dục tham ái trong lòng của mình cái đó cũng gọi là ác ma và một cái nghĩa ác ma là có thật hết sức là có những thần thông thống lãnh đó là một thế giới và chư thiên là có thật những cái vị tu hành mà thanh tịnh ở núi rừng có thể giao tiếp được với chư thiên những cái bậc mà tu mà đúng cái dòng pháp Mà thánh trí này đó là chư thiên đến cúng dường chư thiên là một dạng chúng sanh mình nhìn cho như ký mình tưởng vậy không phải không phải cái đó là do con người mình tưởng tượng ra chư thiên là một dạng thức chúng sanh có một cái bóng dáng thôi chứ không có một cái thân thịt giống như mình Giống như mình nằm trên bao mà mình thấy mình đi đây đi đó vậy đó thì, Giống vậy đó Cho nên á Cái cõi chư thiên gọi là cõi sắc Tức là các vị này á Do cái phước đức á Nó biểu hiện ra một cái thân tướng Là một cái sắc đẹp Sắc đẹp mà không phải cái sắc phạm tục Mà dơ bẩn như mình Mà là một cái ánh sáng Và màu sắc Một cái bóng là có thật mà những bậc mà tu hành có giới hạnh có thiền định mà nhất là tu cái dòng pháp này mà đúng thì cái việc mà tiếp xúc chư thiên là chuyện bình thường là chuyện bình thường thật ra đó mình đó mà mình mình đọc rồi mình suy nghĩ theo cái phạm tình của mình á mình đánh giá này nọ cái đó hết sức là nguy hiểm đó. chẳng những mình lầm lạc mà mình còn làm cho tất cả chúng sanh bị tà kiến cái này hết sức nguy hiểm từ cái bài đầu tiên rồi lật lại cái bài đầu tiên đi lời xét quyết về con đường giác ngộ của bậc chánh đẳng giác ngài nói như thế nào này các tỳ kheo khi nào ta đã như thật thắng tri năm thủ quẩn này theo bốn chuyển cho đến khi ấy đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên cùng với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người ta xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cái câu này rất là thường đức phật xác định thế giới của chư thiên vì thế giới của ma thế giới của phạm thiên có ma giới cho nên á ngay ở trong chùa chỗ mình sống đó mình đừng có tưởng là người ta không thấy mình mình làm cái gì ta thấy hết và cái ác ác thần và thiện thần đều có hết chứ người thiện thần những mà thiện thần hay là chư thiên mà thiện đó thì người ta hỗ trợ cho những người giữ giới thiền định hành trì đúng chánh pháp người ta đi theo người ta yểm trợ còn những cái người mà làm ác Phá trai phạm giới Những cái người mà làm những cái chuyện tổn đức tổn phước Thì Những cái người mà ta hộ pháp Ta sân hận lên Có thể người ta vỡ trách và phạt Cho nên lâu lâu mình nhìn thấy có những người Chính mình thành chứng kiến hồi nhỏ Chùa Sư Bà ở dưới Sa Đéc Ở nhà Minh thành hay đi lắm Thì cái này mình nghe kể lại là là, là Rất là gần ở Trong cái thời gian của mình đó là cái ông đó Ông nhậu xỉn gì đó ông vô chỉ chỉ tượng này chỉ tượng kia chỉ tượng nào ông quậy trong chùa nha tới vô ông chỉ tới cái tượng hộ pháp à, mà cái tượng hộ pháp ở đó nhìn thấy ấn lắm bữa nào mới mình để có dịp về với thấy mà sơn màu nâu hết nhưng mà hai mắt là trắng với trầm đen ông chỉ tên cái rồi coi là cái tay ông đứng vậy luôn cứng luôn ông la ơ à, ông la ông la, rồi ra phía trước ông bị thành ra mình đừng có xem thường thần thánh đừng có xem thường thế giới của thần linh mình không có mê tín nhưng mà mình phải xác quyết là có những cái thế giới đó có chư thiên chư thần và có ma và tất cả những cái mình làm á là người ta thấy hết mình đừng có tưởng mà mình che giấu được Mấy cái mình làm trong cái chỗ kính ta thấy hết Và chung quanh mình đây nè Đẩy dãy tất cả các loài chúng sanh Phi nhân Cho nên một hôm á Nhà một kiện liên á đi cùng với một vị tỳ kheo ở trên núi Linh Thú đi xuống thì đang đi về cái ngày một liên mới mỉm cười thì cái vị tỳ kheo khi mới hỏi chứ sao tôn giả mỉm cười tự nhiên đi sau ngày mỉm cười có cái lý do gì? ngày một liên nó bây giờ chưa có đúng thời khi nào mà ở trước mặt đức Thế Tôn đó, thì thầy hỏi thì khi mà về tới trước mặt Thế Tôn thì, thì vị tỳ kheo nó hỏi một lần người liên người một người liên mới trả lời là lúc đó ta nhìn thấy ở trong hư không có một và chúng sanh là cái hình tướng có một bộ xương dính máu và và xung quanh nó là những cái con kênh kênh, những con diều hâu, con quạ nó chạy theo. Cái bộ xương nó đi lơ lửng trong không, nó chạy cho nó mổ, mổ vô mấy cái chỗ mà còn dính máu. Và cái bộ xương này đau đớn quằn quại kêu la thảm thiết. Nhưng mà cái bộ xương này lúc trước là một cái nhân vật hết sức là nổi tiếng ở trong cái thành thành phố này. Người ta mới thấy là lạ Một chúng sanh như vậy Mà bây giờ phải mang một cái tự ngã như vậy Tức là một con người như vậy Mà bây giờ lại trở thành như vậy Thì thật sự là Là là, là, là hết sức là, là, là Không thể tưởng tượng được Và nhiều lắm Ngài nói rất là nhiều những cái trường hợp Trong phần một trường hợp thì Đức Phật nói Ta cũng thấy như vậy nhưng ta không có nói Ta sợ nói ra Những người không tin ta Sẽ phỉ bán ta và họ do phỉ bán Họ sẽ chịu đau khổ lâu dài Cho nên Đức Phật không phải cái gì người cũng nói Nhưng đệ tử nói rồi sẵn cái diện rồi nè Ờ đúng như vậy ta người người xác nhận là sự thật đó là có sự thật Và có một cái bà gọi là gì Đệ nhất phu nhân Giống như bây giờ mà đệ nhất phu nhân của Mỹ Quốc rồi chẳng hạn vậy Ở ở một cái đất nước đó mà bác ghen 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 với mấy bà nhỏ mà bắt bà đổ than hồng á than lửa vô mình của cái bà kia cái bà bà ghen đó. như vậy là khi mà bà đọa lại cái đời sau của bà đó là ô cha ơi kêu đau thảm thiết mà than lửa nó cháy từ trên mình cháy xuống như vậy rồi những cái con nó chạy theo như nó mổ nó ăn nó xé đó là đệ nhất phu nhân của đời trước Và đời sau trở thành một cái loài ngạo quỷ Kêu la thảm thiết Mà quý ông này biết rằng vô những cái loài đó đó Thì một ngày đó là phải 500 năm Một ngày một đêm của loài đó là 100, 200, 500, một ngàn năm là bình thường Của thế giới loài người Thành ra cái nghiệp quả là hết sức là đáng sợ Mình đừng có xem thường nguy hiểm lắm Nguy hiểm lắm mình nhắm mắt một cái rồi là mình không biết mình đi đâu hết chứ Đừng có tưởng đâu mà ngon Ở đó đi Cứ làm thoải mái đi Rồi mới mốt rồi là khủng khiếp Khủng khiếp Khủng khiếp Sau khi mình nhắm mắt Kinh khiếp Và đâu phải vậy đâu Về nghe cái bài nhân quả đáng sợ đó. Mấy ông thầy, mấy sư cô Mấy sư gì lửa nó cháy đầy cái y hết trơn vậy nè kêu la thảm thiết mà từ thời đức phật ca diếp cho đến thời đức phật thích ca mâu ni khủng khiếp vậy đó bữa nay biết một thời một đức phật chứ một đức phật là cách nghe bao nhiêu không ví dụ một kiếp đức phật giải trong kinh nikaya là một do tuần là mình ví dụ đó thấp nhất của bảy cây số mà nhiều nhất là 19 cây số một cái thành trì bằng sắt 19 cây số mà bỏ hạt cải 100 năm lấy một hộp mà hết cái thành trì 19 cây số mà hộp cải đó đó mà lấy 100 năm lấy một hộp mà lấy hết tất cả số hạt cải trong cái thành trì 19 cây số đó như vậy mà chưa thành một kiếp một kiếp tức là thành và hoại của trái đất một lần gọi là một đại kiếp mà 91 đại kiếp như vậy Mà chỉ có 7 Đức Phật ra đời thôi Thật ra nó thật sự là hết sức là khủng khiếp Thật sự mình ở đây Mình sống đây mình làm gì đây Một hồi mình chết một cái là mình không biết mình đi đâu đó. Rồi cái chuyện mà lọt vô địa ngục Quỷ súc sanh ma giới này kia Những cái loại đó là dễ ở, dễ ở. Hàng ngày mình thành đọc báo tin tức Mình thành thấy toàn là địa ngục có quỷ súc sanh không Bây giờ hở cái nói cái đâm hở cái chém hở cái giết thì ngay hiện tại đó là địa ngục rồi. sau khi chết là khủng khiếp. Với một cái tâm mà sân hận với một cái tâm mà khủng bố mà hãm hiếp mà xâm hại mà giết người này kia vậy thì quý vị nghĩ được cái tâm nó đi đi đâu? Địa ngục quỷ súc sanh là bình thường. Có vé hết trơn. Cho nên mình thành mở lên mà tin tức là đầy giấy hết những cánh cửa của địa ngục ngục quỷ súc sanh là trong người tu chúng ta là sợ sợ thiệt sự là hết sức là sợ sợ chính mình trước cái, cho nên đừng có xem thường, đừng có xem thường, đừng có nói rằng không có thế giới của thần thánh, của ma, của ngạ quỷ, của địa ngục. Đức Phật nói trong đây là đầy dẫy hết ở trong cái tạng kinh này, đọc đi, tương ưng địa ngục về đọc, tương ưng địa ngục về đọc trong đó một ngày là bao nhiêu địa ngục tên gì tên gì tên gì hạnh phạt trong đó làm sao làm sao đầy đủ hết tất cả và đức phật còn nói một câu những điều này chỉ có ta thấy chỉ có ta biết mà thôi nhắc đi nhắc lại trong đó nhiều lần cái câu như vậy có những bậc a la hán không có thần thông cũng không có đi đến đó được không có thấy được không phải vị A-la-hán nào cũng chắc chứng đắc sáu thông hết Không phải nha Không phải Không phải vị A-la-hán nào cũng chứng đắc lục thông hết Không phải Có những người không có thần thông Nhiều lắm Không có thần thông Thần thông hay không thần thông là do cái túc duyên Những đời trước tu tập của cái vị đó Cái trí huệ thì ngang nhau hết Nhưng mà cái duyên tùy theo mỗi người Thì có những cái gì Cái khả năng khác nhau cho nên mình đừng nghĩ là A-la-hán là ai cũng có lục thông hết Không phải không phải Nguyên trong cái tạng kinh đó là nói là Ngài sa la Phất không có thần thông Không có lúc nào mà đọc trong đó mà thấy Ngài Sát Phật Phất mà là mà diễn bài thần thông không có Chính Ngài Bậc sa la Phất là bậc trí tuệ tối thượng Trí thượng thanh văn Còn Ngài Cần Liên là thôi có nói rồi đi lên cung trời đọc thuyết pháp cho vua Cho chư thiên rồi rất là nhiều nó thành ra là có nhiều cái vấn đề mà mình cần phải học ở trong đây rồi mình mới biết nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm, mình bây giờ mình hiểu là không có trúng. Lệch rất là nhiều thậm chí sai. Phải bám sát vào cái tạng kinh này mình mới thấy được sự thật. Khi Đức Phật còn tại thế nó như thế nào? Cái vị ác ma này đó là nói với cái Tỳ kheo ni do ai hữu tình này được sanh được tạo tác người tạo tác, cái người tạo hữu tình này hiện nay ở tại đâu? Từ đâu hữu tình sanh, từ đâu hữu tình diệt? Như vậy trong bài kệ này cái ý á là cái con người, tất cả những cái loài chúng sanh á là do cái gì tạo ra? Ai? Ai là người tạo ra? Từ đâu hữu tình sanh, từ đâu hữu tình diệt? Sao ông lại nói hoài đến hai chữ chúng sanh Phải chăng này ác ma ông rơi vào tà kiến Đây quy tụ các hành Chúng sanh được hình thành Như bộ phận quy tụ Tên xe được nói lên Cũng vậy quẩn quy tụ Thông tục gọi chúng sanh Chỉ có khổ được sanh Khổ tồn tại khổ diệt Ngoài khổ không gì sanh Ngoài khổ không gì diệt Vậy thì định nghĩa chữ chúng sanh đây là gì Quy tụ các hành Thì chúng sanh được hình thành Vậy các hành ở đây phải hiểu là sao Ai giải thích được chỗ này Thế nào gọi là quy tụ các hành Chỗ này không phải dễ hiểu đâu Đừng có nghĩ rằng mở kinh ra đọc là hiểu hết đâu Phải có một cái sự giải mã Mới mở tung ra được hết Chữ hành Các hành ở đây á, là chỉ cho Gì Sự vận hành của năm quận Đó là các hành Chứ không phải hành đây là chỉ có suy nghĩ không đâu Không phải là hành quẩn không Mà chữ hành này là chỉ chung cho năm quận do sắc quy tụ cảm giác quy tụ những tưởng quy tụ những suy nghĩ quy tụ và nhận thức quy tụ năm quẩn này nó tụ hội trở lại tập khởi tụ tập nhóm hợp sanh khởi thì giống như là chiếc xe vậy đó phải có bánh bánh xe rồi phải có gì niền xe, căm xe, trục xe, cổ xe, đủ thứ tất cả các cái bộ phận ráp lại thì cái đó gọi là chiếc xe. Như vậy thì đó là một cái bộ máy mà chúng ta gọi là cơ thể, cơ thể là cái máy thân. Cái thân này nó giống như cái máy vậy, nó ráp vô. Các cái thứ nó ráp vô Lắp ráp vô Đúng một quy trình, đúng một quy chuẩn Nó vận hành như vậy thì như vậy gọi là Chúng sanh, một con người Nhưng mà cái chỗ á Chỗ đó mình dễ hiểu rồi, bây giờ chỗ này mới khó nè Chỉ có khổ được sanh Khổ tồn tại, khổ diệt Ngoài khổ không gì sanh Ngoài khổ không gì diệt Cái này sao hiểu Cái chỗ này là hết sức Là thâm sâu Ai giải thích được cái câu này Chỉ có khổ được sanh Chỉ có khổ tồn tại Rồi khổ diệt Ngoài khổ không gì sanh Ngoài khổ không gì diệt Ai mà giải thích được Rõ được cái câu này đó là hướng nhập lưu Hướng dự lưu Bây giờ ra mình á mình nói bây giờ quý thấy không Bây giờ mình nói cái miệng ra là gì Khổ tập diệt đạo Nói rõ 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 Nhưng mà thật sự mình có thấy nó là khổ không thành ra cái đó chỉ là cái từ ngữ thôi Từ ngữ thôi Chữ chữ nghĩa thôi Chữ nghĩa thôi Thật sự thấy được khổ thánh đế là bậc chánh tri kiến dự lưu thánh quả tối thiểu cũng phải hướng hướng dự lưu bây giờ mình nhìn đi giờ có ai đem lại cúc cúng cho mình một cục tờ xanh là khổ không khai cho thiệt cái nè Rồi bây giờ mình ngồi một cái bàn tiệc mà là ba chục món Khổ không? Không biết thấy không? Vì vậy thì cái khổ nó nằm ở đâu? Tại sao lại nó là, 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 khổ đấy? Chỉ có khổ được sanh Khổ tồn tại khổ diệt Ngoài khổ không gì sanh Ngoài khổ không gì diệt Sáng ngủ thức dậy mình có thấy khổ không? Mình thấy chưa? Đây là một vấn đề là quan trọng đó Để mới ra đi pháp hành mới Phải mà cái nói suông ở trên miệng hay là mở cuốn sách ra đâu. Nếu mà cái vấn đề này mà quên đại không giải mã được là quên đại học suốt đời luôn cũng không thật sự biết được cái cốt lõi của Phật pháp là cái gì. Trung bộ kinh hay là tương ương bộ kinh Đức Phật tuyên bố này các tỳ kheo xưa và nay ta chỉ tuyên bố sự thật khổ và con đường chấm dứt khổ đạo xưa và nay như lai chỉ tuyên bố hai điều sự thật về khổ và con đường chấm dứt khổ đạo hai cái câu nói đó là tóm thâu hết trái tim của đức thế tôn nếu mình không hiểu được cái câu đó thì mình còn đứng ngoài cấm chùa giàu cho mình ở chỗ xuống đài lên tới hòa thượng vẫn là người đứng ngoài cấm chùa sự thật về khổ và con đường diệt khổ như lai xưa và nay chỉ tuyên bố hai điều đây này đó là pháp ấn đó đó là pháp ấn đó linh quy pháp ấn pháp ấn là con dấu ấn định đây là chánh pháp thật sự của đức phật nếu không có cái đó không phải là pháp của phật bây giờ mình lại mình giảng mà mình nói Ồ cái này vui cái kia vui cái này ngắm mặt trời lên vui Nhìn thấy chút lai gió thoảng Ô vui an lạc quá Đi nhẹ nhàng thoải mái Hạnh phúc quá Là mình đang dạy cho người ta Tham ái đối với ngụ quận Hết sức là nguy hiểm Nếu mà cái đó là pháp thế gian thì được Nhưng mà đi vào trong cái thánh pháp này Là cái đó là nguy hiểm Đang dạy cho người ta dục tham và ái Không có chỉ người ta thấy cái bản chất của đời là khổ Không có chỉ ra những sự bất tịnh Không có chỉ ra những sự tan hoại Hoại diệt vô thường Để cho ta nhàm chán ly tham Mà cái này không khéo mình hướng dẫn Hồi cho ta phát triển thêm cái tham Ôi trời ôi Hết sức là nguy hiểm Cho nên quý vị đại hiện tại bây giờ đó Quý vị đại chưa có, có thành tựu được Cái trí để mà phân định được Phân định được Đâu là thật sự là thánh pháp của Đức Phật Không phải dễ đâu Không phải dễ cho quý đệ biết 2.600 năm không phải chuyện dễ Không phải chuyện dễ Mà đừng có nói mà mình nghĩ rằng Mình vô chùa mình cạo đầu rồi mình học như vậy đó là chánh pháp Xét lại Mình học cái gì Bây giờ đi vào cái trọng tâm vấn đề Ở trong tạng Nikaya mới rõ Còn mình học bình thường là nó không có nêu bật lên được cái khổ mà nó học mà xanh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ gì nữa cầu bất đắc khổ ái biệt ly khổ ha ngủ ấm xí thành khổ là năm ấm hừng hực là khổ năm ấm hừng hực là cái gì thành ra mình học như vậy đó là cuối cùng mình không có thấy được bên tạng ni nói rất là rõ cái câu này là làm nên lịch sử của cái tạng kinh ni gia này các tỳ kheo Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Ái xa lìa là khổ, ghét mà gặp nhau là khổ Cái câu đó thì mình thổ quen hết trơn rồi ai cũng biết hết Nhưng cái câu này nè là chỉ có tạng đi cái da mới có Tóm lại Năm thủ quẩn là khổ Cái câu này là làm nên lịch sử Câu này là câu mà tóm thâu pháp nhãn của Như Lai Tóm lại năm thủ quẩn là khổ Cái câu này mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề Bởi vì cái sanh già bệnh chết này kia nọ Những cái đó là trên hiện tượng Bây giờ mình cứ chạy theo mấy cái đó Mình nói khổ thì gì vậy? nó không có cái chân đứng Nó không biết lấy ở đâu là cái, cái gì sanh Cái gì già cái gì bệnh cái gì chết Cái gì thương yêu xa lẹ Cái gì quá nghe gặp gỡ Cái thần ngũ quẩn này Cho nên tóm lại Năm thủ quẩn là khổ Cái câu này coi như là phải khắc Vào tim Khắc vào đá Năm thủ quẩn là khổ Cái câu đó mới làm sáng rực được Cái đoạn kinh ở đây chỉ có khổ được sanh Khổ tồn tại khổ diệt Sắc là khổ Thọ những cảm giác là khổ Các tưởng trong nội tâm Những hình bóng là khổ Những cái suy nghĩ liên miên liên miên là khổ Cái nhận thức ở Trong mê muội trong vô minh, trong khác ấy là khổ năm thủ quẩn là khổ cho nên năm ngũ quẩn ngũ quẩn cái sanh khởi ra là chỉ có khổ được sanh khổ tồn tại rồi khổ diệt ngoài khổ không có gì không có gì sanh gì hết, hết chứ cái bản chất của nó đây là khổ bản chất còn cái kia là khổ hiện tượng cành nhánh thôi cái sanh già bệnh chết rất là cành nhánh tại sao nó có sanh tại sao nó có già tại sao nó có bệnh tại sao nó có chết có phải từ năm thủ quẩn không thành ra cái này mới giải quyết được cái vấn đề mà cái này không phải là trên lý thuyết chữ nghĩa mà mình nói xuống mà mình đến để mà thấy tức là hàng ngày mình luôn luôn nhìn lại những cái sắc chất này nhìn lại những cảm giác nó biến động ở trong này nó thôi thúc mình nó, nó rạo rực nó thúc giục nó đòi hỏi nó khao khát nó tìm kiếm những cái cảm giác mà nó bực bội bực bối bực tức bực tức sân hận nó làm nó hành hạ mình đó là các hành đó các hành đó là khổ đó rồi trong cái tưởng mới một chút xíu cho nó tưởng tùm lum tưởng lung tung lang tan tưởng lung tung lang tan bây giờ cậu này quen với cô này một thời gian sau đó cô này rồi chia tay mà cậu này mới có 17 tuổi cô này mới có 15 16 không? Rồi chia tay Rồi xong thì là Cô này mới quen bạn mới Hai người chụp hình với nhau Đưa lên facebook Thì cái cậu quen trước này chỗ Nhìn thấy cái tấm hình thôi Là nó giận hành Đem vào nó xử liền Khủng khiếp không? Đó, 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 đây, 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 hành là khổ đấy sự vận hành của các cảm giác Sự hoàn hành của các tưởng Nhìn thức hình thôi là nó tưởng lên Cái thọ nó xanh lên Cái tưởng nó xanh lên Những cái suy nghĩ hành nó xanh lên Thức nó xanh lên Rồi cái sắc là sao Nó dẫn đi Rồi cuối cùng nó lùi Rồi chung thân thôi tử hình Hoặc 18 năm Rồi xong Đó là khổ đó không phải một chuyện, một trăm ngàn chuyện của mình để về mà coi Ôi trời, Nào ngàn lắm Bây giờ mở cái an ninh tivi lên mà cái tin tức của nó mình nghe mình rùng rợn gì muốn nằm luôn chứ ngồi vậy không nổi. Toàn là chém giết, toàn là xì ke ma tí, toàn là xâm hại, toàn là cướp giật, toàn là khủng khiếp, khủng khiếp và khủng khiếp. Khủng khiếp. Hở chém hở giết. Hai cái ông này mới ra tù không bao lâu cho ngồi nhậu. Bàn với nhau ở tù sướng hay khổ? Ông nói sướng ông nó khổ hay ông cãi lộn cãi qua cãi lại cãi qua cãi lại hồi xảy ra án mạng người chết người vô tù trở lại cho nó sướng cãi với nhau mà ở tù là sướng hay là khổ mà hai ông trong tù mới ra cho nên đức phật dạy mình cái giới thứ tư là gì không có nói chuyện phù phiếm hí luận đó là giới à chứ không phải bình thường đâu à mà nói chuyện một hồi là nói hồi xong rồi hồi thành cãi lộn tự nhiên không có chuyện gì đó kia chứ không có chuyện vô sự nó sanh sự sanh sự rồi cái nó làm ra đại sự xong rồi tới hình sự rồi xong cho nên không có sự nó bài ra nó sanh sự đó nó sanh sự xong rồi cái nó sự sanh sự sanh xong rồi cái là nó ra đại sự đại sự cái nó tới hành sự hình sự mà tất cả cái đó vận hành của ngũ quẩn là khó đấy nó có biết cái cảm giác lúc đó là cái gì đâu Cái tưởng là cái gì nó có biết đâu Cái hành là cái gì có biết đâu Cái thức cái gì đâu Thì trong nó lòng vòng có nhiêu đó thôi Vậy vậy là mới đề Bây giờ mình nhận định Mình gọi là nhận diện ngũ quẩn Trong khi mà nó nhìn cái tấm hình trên Facebook Cho quý vị đại thấy Phân tích cái ngũ quẩn nó vận hành Lúc mà nó nhìn cái hình Facebook Cho quý vị đại thấy Khi nó nhìn lên cái hình như vậy đó Bệnh Thành kể luôn cái duyên sanh pháp và ngũ quẩn vận hành cho quên đại thái nhận diện trạch pháp cho quên đại thái khi mà con mắt nó vừa tiếp xúc một hình phải bút lên thì lúc đó sao bây giờ nè nói duyên sanh pháp trước rồi sau đó nhận diện năm quẩn vận hành cho quên đại thái cái người này nó không có biết rằng do duyên có con mắt do duyên có cái hình đó là sắc rồi nó khởi lên cái sự rõ biết cái tâm hình đó Căng trần và thức giao thoa Ba pháp này nó hội tụ, nó giao thoa Nó tạo thành sự tiếp xúc của con mắt nhãn xúc Xúc cái nó sanh thọ Sanh ra cái cảm giác Người này hoàn toàn không có biết gì hết á Sanh ra cái cảm giác Sanh ra cái cảm giác Thì cái cảm giác đó là một cái cảm giác gì Bực tức, ghen, tương, sân, hận họ cảm giác lửa trong này nó nóng lên Cháy lên Thì bây giờ cái tưởng là gì Những hình bóng gì Hai à, cái người này làm cái gì Cái gì đây này Phải không Đi ăn đi chơi đi làm những cái gì Bắt đầu cái tưởng nó xanh xanh ra Rồi xong cái hành nó nói sao Sướng nghe sung sướng ha Để tôi xử cho biết mặt nghe không à, Ờ khoe lên sướng nghe Đó cái hành nó xanh Rồi thức lúc đó nó chỉ biết có bao nhiêu đó thôi Nó chỉ biết là gì Thọ sân, sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân Thức nó biết một cái sân giận đó thôi Có bao nhiêu đó thôi Thì cái tâm lúc đó nó hết sức là nhỏ hẹp Nó chỉ ở trong một cái sân thôi Như vậy, do như vậy Quý đại nghĩ rằng nó chụp xuống như vậy nè Sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân Mà năm cái nó cùng sân như vậy sao nó đi ra được Ngủ rảo, chụp xuống như vậy sắc sân cái thân lúc đó là nó đang hừng hực nên nó cháy hết trơn mặt mày rồi tất cả nó nóng lên hết trơn sắc sân cảm giác nó là sân hận những cái tưởng là toàn là những cái tưởng sân để thực hiện thực hiện cho nó hả cái cơn giận cái hành là nó suy nghĩ xung quanh cái đó rồi cái thức nó chưa biết bao nhiêu đó thôi thì như vậy là nó ra đi ra không được rồi bắt đầu nó kéo cái, cái thân ngũ quẩn nó đi tới hành động để thỏa mãn cái cơn tức giận đó thì như vậy thì cái mà ở trong nó thúc giục đó là dục đã thấy không Cái sự mà thúc giục đi giải quyết cái vấn đề Đi xử lý cái tội này Thì cái đó là dục Và nó thích làm cái điều đó Đó là ái Và nó làm cho hả giả Thì nó đánh cái chưa được đó. Nhiều cái vụ án mà khủng khiếp lắm Nó đâm không phải một nhát 19 chín nhát mà người vợ chồng người tình người thương yêu mà nó đâm 19 nhát ông ơi Ôi chào Đây là khó Khổ là đây Quý đệ thấy không Quý đệ nghĩ rằng gì Cái thọ nó thay đổi như thế nào Tại sao hồi đó yêu thương với nhau vô bờ bến Mà bây giờ lại thẳng tay xuống Mà đâm như vậy là tan nát hết trơn hết trọi Cái hình nó xóa ra hết Nó không dám cho mình coi mà nó làm cái hình nhẹ mờ nó không nhất trong cái mình thấy một một là một đống gì là đỏ chét không ha khủng khiếp không thì đó thì bên thành cho quý vị để thấy là gì cái trí tuệ ba ngàn năm cổ xưa kết hợp với những sự kiện ngay trước mắt hiện giờ để nhận diện được năm quẩn dục tham mái sân si và bạn à. đó là pháp của ta là thiết thực hiện tại đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời không có trải qua thời gian có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu bo nó rõ ràng như vậy mà còn cái gì nữa mà không tin còn cái gì nữa mà ngờ vực thì bây giờ thí dụ việc cái thỏ nó săn khởi là nó biết à đây là cảm giác à nha đừng chạy ra cảm giác này chết nha con muốn vô tù ngồi phải không muốn tử hình phải không muốn chung thân phải không bây giờ muốn lên bàn thờ ngồi cho cha mẹ khóc phải không nếu mà nhìn biết gì nó thoát ra được cái rồi xong Thấy chưa Rồi xong Giờ mới đây có một cái vụ án đau lòng nữa Cho nên Minh Thành đưa ra những cái sự thật này Để chúng mình để thấy là Cái pháp này nó đâu phải là một cái gì cao xa xa Vài viễn vong đâu Bây giờ hai đứa nó thương nhau Có 18, 19 tuổi thôi Cha mẹ không đồng ý Đâu đắt lát đắt nông á Rồi xong buộc dây nhảy xuống gì chết luôn chết luôn thì bây giờ mình nhận diện năm quận lúc đó là cái gì nhận diện lúc đó là cái gì thì cái dục cái ái ở trong đó là nó chiếm xâm chiếm toàn bộ hết cái cảm giác đó là gì là đau khổ đau khổ gì không có được cái sự mà ham muốn của mình đó nè cha mẹ gia đình không chấp nhận rồi nó cứ nghĩ Ở đó hoài cái suy nghĩ cái đó, đó cái cảm giác của nó là khổ là không được nè rồi cái tưởng của nó hiện ra những hình bóng gia đình này, người kia mắng người kia la người kia không đồng ý được cái hành nó có suy nghĩ nhiều đó cái thức nó biết có nhiêu đó thôi rồi cuối cùng nó đẩy cái rồi cái thì buộc dây nhảy xuống rồi xong Này thấy không nó ngủ quẩn nó vẫn hành rõ ràng bây giờ chỉ cần thoát ra cái cảm giác này là nguy hiểm có nhiều cách để mình xử lý mới đâu phải buộc dây là giải quyết vấn đề đâu bây giờ ví dụ như nói giờ cha mẹ không cho thì giờ thôi mình đi chỗ khác hay gì đó ví dụ thiếu gì cách đâu phải là cái gì đâu nhưng mà nó vô đó rồi thì nó vô minh một khi mà dục tha mái nó chiếm lĩnh hết ngũ quẩn như vậy là nó không ra không được nó xài quần xài quần xà quần trong đó vậy sắc nó ở trong cái đó cảm giác nó ở trong đó à, rồi suy nghĩ nó ở trong đó rồi bắt đầu là gì những cái tưởng nó hiện ra toàn hình bóng như không sắc ở trong đó rồi nó rồi mà chầm xuống về cái rời, rời. rồi sao rồi sao chết luôn đó chắc chắn rồi khổ là khổ rồi Rồi nên mỗi thấy không đừng có nói chuyện giỡn chơi mà mấy cái chuyện trong phim mà nó nói mình tưởng đâu nó chơi mình cười nó nói em đã đợi anh là bốn ngàn năm mình tưởng đâu nó nó chơi thiệt Có nó thiệt à Không có siêu thoát được Không siêu thoát được Thành cây nó cũng mọc dính với nhau vậy Ghê gớm vậy đó Bà quý mình để lên coi coi Trên thế giới có rất nhiều cái trường hợp Hai chị em, hai anh em dính liền nha Hai cái đầu vậy Dính liền nha Nhiều lắm rồi có những đứa trẻ xanh đó, nó y hệt như con ếch Y chang như con ếch ở Ấn Độ Và trong vòng đó có mấy ngày nó chết Nhiều lắm cái nghiệp quả là khủng khiếp bất khả thương ý lắm Nhưng mà tất cả những cái đó là gì? Là những diễn tuồng của ngũ quận Kết quả của ác nghiệp Của tham sân si và bản ngã à. Đầy vậy hết trơn cho nên mình còn ưa, còn thích, còn sai, còn đắm Đây cái bài xuống dưới đây nè, đây nè hay lắm Tôn giả ra ra Tôn giả ra ha hỏi Đức Thế Tôn chứ, chứ Bạch Đức Thế Tôn gì cho chúng sanh nghĩa là gì Này ra dục nào Tham nào Hỷ nào Khát ái nào Đối với sắc thọ tưởng các hành Đối với thức Triền phược ở đấy Triền miên ở đấy Do vậy gọi là chúng sanh Cái câu này nó thâm thúy Mà nó ngắm nghía Mình phải gặm nhắm Ôi gì nó hay sao lại Nó đã Dục nào Tham nào Hỷ nào Khác nào Khác ái nào Đối với sắc thọ tưởng hành thức Triền phở ở đấy Triền miên ở đấy Do do vậy gọi là chúng sanh Bây giờ quý vị đệ coi coi Tất cả cái dục của mình là tập trung ở đâu Trong năm quẩn chứ đi ra đâu đó. Mình dục mà mình muốn mà Mình muốn muốn cái gì Mình tham mình tham cái gì Mình ưa thích mình ưa thích với cái gì Có phải mình ưa thích với những cái sắc chất không Những cái vật chất không Thân thể này vật chất không Rồi phải mình ưa thích với những cái cảm giác không cảm giác cứ ưa thích không ưa thích không bây giờ thí dụ mình đi qua một cái chỗ nào đó ở nước ngoài cái bắt tay này kia hay là ôm rồi chẳng hạn vậy đó ở qua thí dụ mình gặp cái người đó xấu xí mà hôi dơ nó hơi lại bắt tay ôm mình cái mình sao mà mình gặp cái người mà quá xa đẹp mình nổi tiếng rồi bắt tay ôm mình cái đó sao không? ôm lâu lâu vậy? Ôm mau quá. Quý để thấy không? Cho nên là cái gì? Những cái tham, những cái dục, những cái hỷ của mình á là nó nằm trong gì sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ khi cái tay nó nắm hay là cái thân nó ôm vô thì cái lúc đó của mình để thấy có sắc không? Rồi có xúc không? Rồi có thọ không? Rồi có ái không? À rồi có dục không Rồi có tham không Rồi có chấp thủ trong đó không Đó Như vậy thì tất cả dục tham hỷ ái Là ở trong sát to tưởng hành thức Thôi Có đi ra được đâu Nó trùm hết hơn rồi Sát to tưởng hành thức nó trùm hết toàn thế giới này mà Rồi bây giờ, giờ Bây giờ mình nói giờ Mình leo mình ngồi lên cái chiếc xe mà 5 tỷ Chẳng hạn có cái ông nào đã bị cảnh sát phạt là kêu nó không xe anh 5 tỷ anh xuống xe kiếm xuống nữa không, không xe tôi nhiều tiền lắm tôi không có xuống à, nó tới ví dụ vậy đó thì bây giờ mình leo lên được chiếc xe đó mà à, mà mình nói nói nha cho mình thật sự mà cái lúc mình tiếp xúc của đó là hết sức khó nha không phải chuyện dễ đâu không phải chuyện dễ đâu mình nói thì mình đặt cái trường hợp đó ra mà mình thấy là trong lòng mình cũng có thọ rồi đó hay không ví dụ mình đang nói cái chiếc xe 5 tỷ là mình ngồi lên cái tự nhiên mình thấy cái hình bóng là mờ cái mặt cái mặt móc của mình nó ngồi lên chiếc xe sướng Mà nói cái nó tưởng nó sanh liền có không Thọ có liền Hành có liền Thức có liền Người gớm không Và đó là mới có về sắc tưởng Thanh tưởng hương tưởng vị tưởng Xúc tưởng pháp tưởng Thôi đó sắc ái thanh ái hương ái vị ái Xúc ái pháp ái đó mà mới có tưởng ở bên trong thôi nó ái rồi chứ đừng nó chỉ ở ngoài thiệt mà nó, nó, leo lên nó ngồi cái rồi thì lúc đó nó tề tái nó khoái chí vậy vậy sắc rồi lúc đó là cảm giác À cái cảm giác Cảm giác rồi sao nữa Cái gì nữa Xúc Phải không thọ Phải không Ái phải không Rồi thủ Dục tham thích Chúng ta đầy hết trơn trơn đó, đó Khác ái nào Hỷ nào Đối với sát theo tưởng hình thức này Triền phượt Trực buộc vô Trói vô Cột vô Siết vô Triền miên ở đây Triền miên là ôi thôi Nó dài đắng 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 Và đắng đắng Miên man và miên man Không có ngày ra Không có ngày ra Cho nên này các tỳ kheo Vô thủy là luân hồi này Không thể tính được cái khởi điểm của nó Nước mắt Nước mắt mà các ông đã đổ xuống mất cha mất mẹ mất vợ mất chồng mất anh mất em của các ông mất những người thương nước mắt mà những thù hận những cay đắng những khổ sở sầu bi u não các ông chảy xuống là đầy khắp nhiều hơn nước bốn biển Máu mà các ông đã đổ xuống Đánh nhau, chém nhau, giết nhau Bắt ghen với nhau Bưng cái đầu tóc cắt không còn một cọng Tạc axit với nhau là Đầy dãy máu của các ông Là bốn biển đại dương Các ông có biết không Này các tỳ kheo Đến đây Là vừa đủ rồi. Đến đây là nhàm chán rồi Các ông Hãy từ bỏ các hành để giải thoát Khủng khiếp như vậy chứ mình đừng có tưởng đâu là nào giờ mình chưa nếm để mình thử cái cho biết Mình thử hết 9.990 tỷ lần tham dục, dâm dục rồi mà bây giờ cũng còn mê nữa Cái phật nói sao? Rượu nè, ngủ nè, Nam nữ dâm dục là không bao giờ thỏa mãn Dính diễn không bao giờ thỏa mãn Những cái thứ nó không bao giờ thỏa mãn Ngủ nghỉ không có thỏa mãn Dâm dục không có thỏa mãn Cho nên mình đừng có tưởng rằng là Già rồi mình hết Không có Cái này nó hết mà cái kia nó chưa hết Thấy chưa Cái này nó hết mà cái kia nó chưa hết Cho nên 7-80 tuổi mà xâm hại Đứa trẻ mới có một Mấy tháng tội khủng khiếp vô cùng Kinh khủng vô cùng Đó chứng minh cái lời của Đức Phật nói chứ Ba ngàn năm rồi mà bây giờ là chân lý là bất diệt Bất diệt Này các tỳ khao Từ khi ta thành chánh giác với cội bồ đề Cho đến ta nhập diệt cái xa la sông thọ tại la sông thọ Ở khoảng giữa đó tất cả những lời của Như Lai nói Không thể đổi khác Không thể sai khác Không thể biến đổi được những lời như này nói là như thật Đúng như sự thật Không khác, không đổi Để mình thấy được cái thánh trí của Đức Phật là hiệp lắm Phải ráng mà học Ráng mà tư duy quán chiếu Mình nhìn thấy năm quẩn Mà mới nhiếp phục được thăm sân si Và bản ngã còn nếu không mà mình học cái gì mình học tùm lum đó là không nó cuối cùng nhìn lại cái nội tâm mình là một cái đống bồng bông một đống xà bần không biết cái gì là cái gì hết trơn mà có biết cái nào là thở nào tưởng nào hành nào thức đâu nó tùm lum đó là trời trơn hồi lấy thức làm chân tâm bây giờ nói vô trong chùa à bây giờ trong chùa quý này nghĩ đi bây giờ bây giờ mình đi mình trả đời mình mua đất mình xây rồi lên mình làm cái chùa mình đi đã mình coi nước này nước kia bản vẽ rồi kiến trúc sư được vẽ lên một cái mình cất cái mà đã quá nha cái giờ là bắt đầu mình đi già rồi mình đi dòm ô trà cái góc này cũng đẹp ta ha cái đi qua kia dòm cái góc này đẹp ta cái tượng phật này thỉnh đài loan về ha à cũng ngoan lành quá ha rồi toàn đồ cổ không à, toàn là coi như đồ cổ đồ cổ thời càng long thời minh mạng gì đó bảo đại gì đó ha đem vô cất để dành ha mua đồ xong rồi dục trong đó tham trong đó hỷ trong đó khác ái trong đó làm sao mà mình giải thoát được Quý thấy không? Nhưng mà nói ra là hay lắm Tu gì tam bảo nó phụng sự cho chúng sanh Cái này tu gì tam bảo chứ đâu phải vì tôi đâu Phải không? Mấy vị cúng là cúng cho tam bảo <laughs> Cái này hết sức nguy hiểm nha Coi chừng Cái tam tham mình nó trá hình Nó trá hình Nó trá hình Là mình là đi ngã rẽ hết Tại sao? Mình nói rằng gì? Ờ à, bần tăng Bần tăng sức gia tu hành Nghĩa là không có nhà Sống không gia đình Sống không nhà Vô sản Không có tài sản gì hết Rồi bây giờ cái nhà ở sập sệ Có hai ba tấm tôn đi vô dứt cái chùa đâu Không có chà bá rồi đi đâu cũng vậy nó đưa ra cái cả cô viết về chức đầy hết trơn không biết đường đọc đâu nữa tùm lum chức không biết cái chức cái gì thì quý anh phải nhớ hết sức kỹ Không khéo Không khéo Là coi như mình đi lạc đường Chết đó như vậy mới có cớ Người ta mới nói được Người ta mới nói được chứ bởi tự nhiên người ta nói Người ta phê phán sao Cho nên tại sao từ lúc đầu mình đã không học cái này Mình không thực hành cái này Mình không hành trì cái này Mình không theo đi thánh đạo Thì mình phải đi theo thế đạo thôi Thế bây giờ bây giờ quýnh nghĩ đi Bây giờ mình nhìn thấy gì Mình cứ nghĩ rằng cái thành công Là những cái được mọi người công nhận Không phải Không phải mình đừng có nghĩ cái ông đó là nổi tiếng này, tâm được bao nhiêu người này kia này, là, 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 là là kính ngưỡng này nọ kia với anh Nhậm, gì là thành công trong đảo không phải đó là thế pháp thánh trí và năm quận này mới xác định được phạm thánh chánh tà mê ngộ thánh trí năm quận mới phân định được thánh phàm phân định được mê ngộ không phải chuyện bình thường đây là thánh trí xác định xác quyết là pháp ấn của chư phật thành ra cái này mỗi bên đề mà học cái này xong rồi ra là thần nhãn dương tiễn không phải chuyện giỡn nhìn ra là nhìn ra hết tất cả phải nhìn ra Ít nhất mình chưa chứng, chưa ngộ, chưa đắc Nhưng mình biết cái nào đúng, cái nào sai Mình biết, biết đó mình hướng dẫn Không có trật Còn nếu không Tự mình mình cũng mù luôn rồi Mình hướng dẫn người ta cái gì Mình có biết năm quẩn là cái gì đâu Mình không biết dục và tham và ái Đối với năm quẩn Mình làm sao làm sao mình thoát ra được Làm sao thoát ra được Cho nên này các đứa trẻ đó Nó chơi nhà tròi À nó lấy đất nó làm cái nhà bằng đất Nó chơi nhà tròi À như vậy thì sao Làm sao Cho đến khi mà những cái đứa trẻ này nè Nó đối với những cái đồ chơi nhà tròi bằng đất này Nó lòng tham nó chưa thoát ly Lòng dục nó chưa thoát ly Lòng ái nó chưa thoát ly Lòng khao khát nhiệt tình Chưa thoát ly Lòng khát ái chưa thoát ly Thời chúng còn tham dính Thích trời Thích chất chứa Đắm trước vào những cái nhà bằng đất ấy Khủng khiếp chưa Thấy Đức Phật Ví dụ của mình để thấy khiếp chưa Đây ngủ quẩn này Là cái món đồ chơi Của chúng sanh và nó chơi máu đổ nó chơi mà tới anh em mà nó giết với nhau có mấy tấc đất khổ chưa vợ chồng mà hận thù ra tòa kiện nhau hồi xưa yêu nhau bao nhiêu lần thì bây giờ kiện bấy nhiêu đợt khủng khiếp chưa cái ngũ quẩn này khổ ách khổ nạn hoạn nạn ách nạn tai nạn hiểm nạn Tất cả những cái mầm móng nguy hiểm nó Nằm ở trong sâu xa trong đó Mà đúng duyên đúng lúc đúng thời Nó bật dây Nó hoạt động Nó kích hoạt Và lúc đó hỏi ôi ơi, Còn cái gì nữa Cha con mẹ con thầy trò Anh em vợ chồng Không còn biết cái gì nữa hết Lúc đó là sao Dục tha mái sân si bản ngã Nó chiếm ngự hết thống lãnh toàn bộ ngũ quẩn hết trơn rồi làm sao mà ra được? vô cái bát quái trận rồi chứ đâu phải là bát chánh đạo đâu, bát quái trận, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà niệm, tà đến, bát quái trận nó chụp xuống về nè, rồi xong, bát quái trận, mê hồn trận nó chụp vô trong đó rồi là không đi ra được, bởi vì sao? sắc nó mê, thọ nó mê, tưởng mê, hành mê, thức mê, sao không đi ra được? ai chỉ mà ra? Làm sao biết con đường sức ly Xuất ly đạo lộn nó đâu có biết cái gì là Là vị ngọt Đâu có biết cái gì là sự nguy hại Mà đâu biết là xuất ly đâu có thành tựu Có trí gì năm quẩn đâu Cho nên chúng ta ngồi đây là hạnh phúc Vô cùng sung sướng Vô cùng Phước báo phước đức vô cùng Trong cái đời mạc pháp này Mà chúng ta học được cái thánh pháp Tối thượng thánh trí năm quẩn sức ly Không có cái chuyện đơn giản không phải chuyện đơn giản Tuyệt vời là cái thánh trí này Chỉ có thánh trí này mới có khả năng Đưa đến ly tham Nhàm chán chấm dứt Và từ bỏ đối với năm quận Còn nếu không Thì sao Nhưng khi nào các đứa trẻ đó Đối với những nhà bằng đất kia Những món đồ chơi kia Lòng tham đã thoát ly Lòng dục đã thoát ly Sao nữa Lòng ái đã thoát ly Lòng khác đã thoát ly Lòng nhiệt tình đã thoát ly Lòng khác ái đã thoát ly Thôi với tay và chiếc chân Chúng phá tan Phá vỡ phá sập Không chơi với những căn nhà Bằng đất ấy nữa Đó là thánh trí đã xuất hiện Đã từ cái bậc nhập lưu cho đến các cái bậc Nhất lai bất lai vạ là hán Mới có khả năng đập phá vỡ Cái ngôi nhà bằng đất của ngũ quẩn Cho nên quý đại thấy Nếu mình không quán chiếu và bất tịnh Quán ba mai thể trượt và chín giờ đồng một tử thi Làm sao mình Có thể ly tham được đối với cái sắc quẩn này mà nói một cái sắc quẩn thôi là mình bị đã cầm vô bao nhiêu lớp vào cái sắc quẩn này thôi nè cái tấm thần khốn khổ và hoạn nạn này nó đòi hỏi đủ thứ hết nó thúc giục đủ thứ hết nó hành hạ nó đài đó mình mới chạy cung hụng cho nó hoài ăn bao nhiêu rồi nó cũng không có vừa lòng nó có muốn ăn nữa ngủ bao nhiêu năm rồi nó cũng muốn ngủ nữa chơi hoài nó cũng muốn đi chơi đi hoài Dục hoài, tham hoài, ái hoài Khao khát hoài Nhìn thấy được cái chỗ này Là thánh trí nha quý huynh đệ Thánh trí đó Chứ không phải là cái trí bình thường đâu Chỉ có Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đặng Giác Mới phát hiện ra được cái này Ngoài ra tất cả chúng sanh là Nô lệ cho dục Đầy tới cho tham và đệ tử cho bản ngã à. hết Ủa bên này nhìn đi Mình tu mà không khéo là sao Là càng ngày mình càng nuôi lớn cho dục Cho tham cho ái cho bản ngã à. Đây là một sự thật Hết sức là đau lòng Mà chúng ta phải nhìn lại chính thân tâm mình Không dòm người khác Không dòm người khác Phải nhìn vô chính mình Thanh lọc và tẩy rửa cũng vậy này ra ông hãy phá tan phá vỡ phá sập không chơi với sắc thọ tưởng hành thức chú tâm hướng đến đoán diệt khác ái đối với năm quẩn đoán diệt khác ái này ra là niết bàn khiếp đảm chưa những cái câu này là cái giá trị của nó mà kinh khủng lắm sự khao khát và ưa thích đối với sắc thọ tưởng hình thức này diệt tận hãy thấy nó xuất hiện ở đâu là đập đầu nó phá tùng phá sập phá vỡ phá tan cho nó hết giờ luôn <laughs>